còn các cầu thủ BK Mix Bình Dương trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Và ở vòng đấu trước thì Dược Nam Hà Nam Định đã để thua câu lạc bộ Sài Gòn. Và liệu trong trận đấu ngày hôm nay, khi được quay trở về thánh địa Thiên Trường, Dược Nam Hà Nam Định có thể giành một chiến thắng trước BK Mix Bình Dương hay không? Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Thi đấu cực kỳ âm thầm nhưng rất nguy hiểm bên phía BK Mix Bình Dương. Sĩ Minh, pha lấy bóng rất hay của Sĩ Minh. 4-4. Romelo dứt điểm, cầu vào. Một nỗ lực tuyệt vời của Romelo trong pha bóng vừa rồi. Một pha thoát xuống và dứt điểm đi chết cột dọc của Romelo. Sĩ Minh đường chuyển một chạm rất hay của Sĩ Minh. Rafael Sơn dứt điểm của Trần Mạnh Hùng. Đã có lỗi việt vị. Một pha thoát xuống rất nhanh của Trần Mạnh Hùng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Có vẻ như Trần Mạnh Hùng vẫn đứng trên hàng phòng ngự của BK Mix Bình Dương trước khi bóng được rời đi từ chân của Rafael Sơn. Ở góc máy toàn chúng ta có thể quan sát thấy khá rõ. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Hồ Tấn Tài. Đó là pha thúc gối của Hồ Tấn Tài. Rafael Sơn đã không giữ được bình tĩnh. Lỗi thuộc về Đinh Văn Trường. Và 15 phút đầu tiên của hiệp 2 không có nhiều những tình huống nguy hiểm. Rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho BK Mix Bình Dương. Rất bất ngờ, lại là Hồ Tấn Tài. Quá bất ngờ. Một pha tranh chấp bóng bổng và đó là bàn thắng thứ 3 của hậu vệ áo số 4 bên phía BK Mix Bình Dương. Và đó đã là bàn thắng thứ 3 của Hồ Tấn Tài ở mùa giải năm nay cho BK Mix Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống phán đoán điểm rơi không chính xác của Thiago Melo. Pha đánh đầu rất khó, đưa bóng đi sát cột dọc và Đinh Xuân Việt không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng. Và hơn lúc nào hết, cơ lại là một côi nữa dành cho Thiago Melo. Thiago Melo âm thầm lòn ra phía sau. Tình huống này Thiago Melo hoàn toàn có thể khống chế lại. Lỗi thuộc về Hồ Tấn Tài. Rất khó khăn để các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định tiếp cận khung thành của Phạm Văn Tiến. Một pha đấm bóng không thực sự tốt của thủ môn Phạm Văn Tiến. Bàn thắng san bằng đã đến với đội chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định. Người ghi bàn đó là Trần Mạnh Cường. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rất căng. Khoảng trống là mênh mông và Trần Mạnh Cường đã tung ra một pha úp mù cực nhanh. Thank you.
rõ ràng là không có lỗi của một cầu thủ áo vàng nào trong pha đâm bóng của thủ thành Phạm Văn Tiến. Đỗ Melo cũng không có tác động nào quá mạnh. Là những người chơi cao nhất trên hàng tấn công của BKMX Bình Dương. Tốc độ của Vũ Thế Vương. Vẫn đang là Thế Vương. Cầu thủ cao có 1m56 thôi. Xuân Quyết. Trọng tài thổi phạt. Một quả phạt dành cho các cầu thủ BKMX. Một quả phạt dành cho Dương Nam Hà Nam Định. Một quả phạt trực tiếp dành cho đội chủ nhà. Điểm đá phạt ngay sát cuộc 16m50 mà thôi. Pha cao chân của Tống Anh Tỷ. Liệu đội chủ nhà có thể tận dụng thành công cơ hội này hay không? Đứng trước bóng đang là Đoàn Thanh Trường và Thiago Melo. Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Melo đang ra dấu sẽ cần phải có thêm những phút bù giờ. Trọng tài Ngô Duy Lân đã gọi một chiếc thẻ đỏ dành cho một thành viên trong ban huấn luyện của BKMX Bình Dương. Đã có lỗi của các cầu thủ Dương Nam Hà Nam Định. Quá đáng tiếc. Thủ môn Phạm Văn Tiến đã bị đau. Ngay sau tình huống mà ông Đặng Trần Trình bên phía BKMX Bình Dương nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, thì sau đó các cầu thủ Dương Nam Hà Nam Định đã có một pha bóng cực kỳ nguy hiểm. Bóng đã dội sang ngang sau pha đá phạt của Thiago Melo. Quá đáng tiếc. Bóng chưa đi qua vạch vôi. Thiago Melo trong trận đấu ngày hôm nay có tới 3 cơ hội có thể đem về bàn thắng dành cho Dương Nam Hà Nam Định. Sau tình huống sóng gió này thì thủ môn Phạm Văn Tiến đã bị đau. Một chút may mắn nữa thôi thì Thiago Melo đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số. Rõ ràng là bóng chưa đi qua vạch vôi và bàn thắng không đến với Dược Nam Hà Nam Định. Rafael Sơn không vào. Một pha chủ đích đưa bóng về góc xa của Rafael Sơn. Một phần thân người của Rafael Sơn đã ở dưới hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương. Nhưng trong pha bóng này thì Trương Dũ Đạt cũng đã có mặt kịp thời. Trần Mạnh Cường. Không có lỗi việt vị. Quả tát. Rafael Sơn đỡ ngực, dứt điểm. Anh đang rất khát khao ghi bàn. Khống chế rất gọn gàng. Nhưng không phải là một đường ra bóng dành cho Đỗ Melo. Rafael Sơn. Quả tát. Đỗ Melo. Bóng đi chết cột dọc. Vợ và các con của Đỗ Melo có lẽ đang rất muốn chứng kiến một bàn thắng đến từ những pha đánh đầu sở trường như thế này của Đỗ Melo. Trong hiệp 2 thì đội trưởng bên phía Dược Nam Hà Nam Định không có nhiều cơ hội để tung ra những pha đánh đầu. Cố gắng đưa bóng vào. Đỗ Melo. Lần này bóng đi vọt sang ngang. Đó là một pha xử lý bằng chân phải của Đỗ Melo. Hơi vội vàng một chút. Melo cần phải chắt chiu những cơ hội như thế này. Hơi vội vàng. Một pha đỡ sôi xuống có lẽ sẽ tạo cho Đỗ Melo một góc sút tốt hơn.
Trận đấu chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Thiago Melo. Và đúng lúc này trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút trên sân vận động Thiên Trường. Hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1. Một trận đấu rất quả cảm của các cầu thủ BKM Bình Dương trong bối cảnh họ thiếu hụt lực lượng khi mà Gustavo và Tiến Linh phải rời sân một cách bất đắc dĩ. Hồ Tuấn Tài là người giúp cho đội khách vượt lên dẫn trước với pha đánh đầu ở phút thứ 61. Nhưng sau đó Trần Mạnh Cường với pha bắt vô lê tuyệt vời của mình đã giúp cho Rừng Nam Hà Nam Định giữ lại một điểm trên sân Thiên Trường. Thưa quý vị và các bạn, buổi tường thuật trận đấu giữa Rừng Nam Hà Nam Định và BKM Bình Dương trong khuôn khổ vòng 11 LS V-League 1 của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những vòng đấu tiếp theo. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.